Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Đà Nẵng thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù và qua gần 3 năm thực hiện đạt được những kết quả tích cực, bước đầu phát huy những ưu điểm, tính ưu việt của chính quyền đô thị, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần quan trọng trong phát triển thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phát sinh một số khó khăn vướng mắc cần xử lý để mô hình này hoạt động có hiệu quả hơn. Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá, nhận định rõ nét hơn về kết quả đạt được từ khi triển khai thí điểm đến nay, những thuận lợi, tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo của thành phố, tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc cần rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng thời gian đến. Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu thảo luận, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương có thêm các cơ chế chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến. Hội nghị cũng trân trọng đề nghị các đại biểu lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan trung ương có những ý kiến phát biểu góp ý, định hướng để thành phố đề ra được những giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong thời gian đến. Nhất là cho ý kiến về các kiến nghị đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách mới, đột phá, giúp cho Đà Nẵng phát triển. Theo đánh giá, 3 năm qua, việc triển khai thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Đà Nẵng đã thực hiện đúng theo chủ trương, kế hoạch và các mục tiêu đề ra, đảm bảo tiến độ, tạo được sự đồng thuận của các cấp các ngành trong hệ thống chính trị và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ về cơ bản đã hoàn thành tốt. Việc phân cấp ủy quyền được đẩy mạnh. Đến nay, có 91 nội dung phân cấp ủy quyền với tỷ lệ 100% đã được triển khai. Ước tổng thời gian giảm của 89 nội dung phân cấp ủy quyền là 233 ngày. Việc điều hành phát triển kinh tế xã hội đảm bảo thông suốt hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt. Như GRDP giai đoạn 2021-2023 ước tăng 7,3% trên một năm. Tiến độ các công trình trọng lực trọng điểm được đẩy nhanh. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, vai trò hiệu quả của Hội đồng nhân dân thành phố được nâng cao. Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã tích cực phối hợp tham gia, tổ chức giám sát và góp ý nhiều chủ trương liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát huy dân chủ của nhân dân. Tuy nhiên, qua triển khai, thành phố Đà Nẵng cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Trong đó, khi thực hiện chuyển ngân sách quận phường từ một cấp ngân sách thành đơn vị dự toán thì không còn nguồn kết dư, chi khác, dự phòng và tăng thu ngân sách gây nhiều khó khăn. Đề nghị Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù để quận phường có tính chủ động hơn. Đề nghị Chính phủ cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập tổ chức lại giải thể đổi tên, quy định chức năng nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận, đảm bảo không quá 12 cơ quan chuyên môn và tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thống nhất chung về chế độ công vụ đối với cán bộ công chức tại phường, xã để chuẩn hóa đội ngũ. Đề nghị Quốc hội tăng thêm số lượng ủy viên chuyên trách của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời phân bổ thêm biên chế công chức để Hội đồng Nhân dân thành phố tăng thêm số lượng phòng chuyên môn giúp việc. Đà Nẵng đề nghị cần có cơ chế chính sách đặc thù để giải quyết các khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch đầu tư đô thị, đất đai, tài nguyên, ngân sách. Đề nghị Chính phủ, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép bổ sung nội dung xây dựng nghị quyết mới của Quốc hội để ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 119 về tổ chức chính quyền đô thị, cùng chuyển cơ chế chính sách đặc thù mới áp dụng đối với Đà Nẵng vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ giữa năm 2024.